Chào tất cả anh em đam mê mai vàng nha. Trời, mấy hôm nay anh em nhắn tin mình quá trời, hỏi mình xài cái loại thuốc nào mà cho cái lá mai nó to và nó bự, và đặc biệt là nó phải dày, nó xanh nữa chứ. Hôm nay là mới tháng 2 âm lịch hả anh em ơi? Tháng 2 âm lịch đây. Anh em nhìn mấy cái mai của mình xài thuốc nè. Đó, chỉ xài có một loại anh em ơi. Một loại thuốc gọi là bón ấy nha, chứ nhiều khi bỏ chỉ với sâu là phải có nha anh em. Đó. Mấy cái tược thì mình cũng có những tược mình ngắt rồi. Tại nay nói chung năm nhuần á anh em, cũng không cần gấp đó đâu. Nè anh em xem à, những cái lá mai nè, nó bự, nó dài, đi tược, thấy không? Mình xài phân bón MK á anh em, thì anh em có thể mua về anh em xài. Thì cái phân bón này ở đâu nó cũng có bán á anh em ơi. Anh em lại mấy cái tiệm thuốc thực vật ở gần chỗ anh em á, vô hỏi phân bón MK, cái tem nó màu cam cam á anh em. Còn không mà anh em nào rành ở trên mạng á, anh em có thể lên Shopee hoặc Lazada. Ở đâu có thì anh em mua thôi. Anh em nhìn cái lá đã không? Tức là mình xài cái phân này, nó giúp cho cây mai của mình bung cái lá bự nhất có thể nha anh em. Ví dụ cây mai của anh em thường năm cái lá nó cỡ như đây à, mà anh em biết cây mai của anh em á, mà nó đủ sức á, thì cái lá nó phải bự cỡ dày nè. Đó, thì anh em xịt cái phân nó vô, nó giúp đi cái lá rất là to luôn. Đi tược nha, đặc biệt là phải đi tược nha anh em. Đó, cái lá to như thế này. Anh em nhìn nè, đây là cây mai nè. Cái lá nó thì không phải là nó bự như cái lá bên kia, nhưng nó sẽ giúp cho cây mai này cái lá nó bự nhất có thể. Đó anh em nhìn nó dài, nó bự mà nó bóng không. Đây còn đi vô trong nữa nè. Mấy cây mai này hồi đó giống như là cái gốc tứ quý á, bỏ anh em thấy uổng quá, mình ghép mấy cái bò vô mà ở nhà nó ra tốt quá trời. Đó anh em thấy mấy cái lá không, nó ra coi như là bự nhất có thể, chứ không phải là cây mai của anh em cái lá nhỏ xíu anh em xịt lên nó bự ra nha, không phải nha. Tùy theo dòng mai nhưng mà nó sẽ phát cái lá bự nhất có thể ở dòng mai đó. Anh em hiểu rõ vấn đề đó với mình nha. Đây cũng là cây mai tứ quý ghép nè. Đó, cái lá bự đó anh em ơi. Đây là mấy cái lá non thôi nha. Đi vòng qua đây cái chen 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 họ gãy nhánh mai mắc cười dữ. Anh em nhìn mấy cái cây nghịch sáng hay sao ta. Đi qua đây, bên kia nghịch sáng anh em. Nè, đó. Mà đặc biệt là phải đi tược nha anh em. Nè, xuống cái cây này. Cây này thì mới ghép có một mùa anh em ơi. Nè, hôm bữa chui vô gãy bà nó cái nhánh ghép nè anh em thấy không? Cay đắng cuộc tình chứ. Đó. Nhánh ghép nó mới có một mùa hà, tương đối nó cũng nhỏ anh em. Dễ gãy lắm. Bữa chen chen vô biết làm gì gãy mẹ cái nhánh. Đó anh em coi cái lá nó bự nè. Chà bá luôn á anh em. Đây, mấy cây bên này. Thì anh em cứ vào gọi là chỗ nào bán thuốc thực vật á anh em cứ mua. Ý, cầm che cam. Anh em vào chút thực vật gần nhà anh em á, anh em cứ mua nha. Còn không cứ lên mạng. Bây giờ thời buổi công nghệ mà anh em cứ việc lên mạng, anh em xịn cái rồi anh em đặt, nó giao tới nhà. Mấy cái cây này coi như mình xịt bọ chỉ thiếu nè anh em. Có nhiều lá nó vẫn bị chích nha. Nhưng mà mấy cái lá này nó đã đã lắm anh em ơi. U nu à. Đây là mình xức keo bên khang nè, nó xì ra nè. Chủ yếu mình xức cho nó không tụt nhựa thôi anh em. Chứ mấy cái đầu này thì chuyện nhỏ rồi. Chủ yếu là mình xức cho nó không bị tụt nhựa. Ô, mấy cái tược nó nhìn u nu đã anh em ha. Mấy cái tược này anh em nhìn nè, u nu nha. Mấy cái mùa này á anh em, thì anh em nên chịu khó thịt thuốc sâu với bọ chỉ nhiều vô nha. Tại vì đây là cái mùa nó đi tược non nhiều lắm. Mà anh em quên cái nè, nhưng mình quên cái là nó chích, con này chích, con kia chích. Tại vì mình nhiều việc quá anh em biết không. Bởi vậy mấy mùa này anh em chịu khó xịt thuốc bò chỉ rồi vô, nhiều vô. Cứ một tuần anh em xịt 2 lần đi, cũng không có gì đâu. Đây nè, cái keo mình sang sức nó kéo cục nha anh em. Nói chung là không phải là mình sức cho nó kéo bít cái này. Tại như này sang năm nữa mình cũng phải tẻ thôi. Nhưng mà mình sức á, là để cho nó không bị tụt nhựa. Còn sức vô thì tược vẫn đi bình thường, không có gì hết. Nên mà tược đi chùm nè. Thôi. Đó. Đó tược này nó mới đi không nè, anh em thấy không? Cái lùm nè. Em mình đi lấy cái chai thuốc cái MK cho anh em xem nè. Đó. Thì cái chai thuốc này anh em cứ xài cho mình là từ tháng 1 đến tháng 6 cho mình ha. Anh em cứ mua đây một chai như vậy là nửa lít nè anh em. Đó. Ở trong đây nè, hàm lượng nè có đủ nè. Đó. Hướng dẫn sử dụng. Đó. MK có tác dụng chết, quên, MK có tác dụng tốt trên mai vàng, cam, quýt, bưởi, chanh, nhãn, vú sữa, sầu riêng nè. Đó, tưới gốc nè 100ml nè trên 10 lít nước nè.
Mà cái này là mình tưới gốc mới có chừng 2 lần hay gì à? Còn nhiêu là mình xịt trên lá nè. Mình pha chung với thuốc sâu cũng được nữa, pha nhẹ nhẹ thuốc sâu vô, mình xịt trên lá cho sâu nó nghe mùi á. Nó đỡ ấy thôi. Phòng hơn là chữa bệnh nha anh em, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đó. Thì anh em có thể đi đó, mình thấy là anh em ra tiệm thuốc thực vật gần nhà hỏi coi có không, anh em mua còn không có thì anh em đặt trên mạng đi. Trên mạng cho nó đem về tới nhà luôn cho nó tiện đó. MK. Để mình cập đọc cái gì công dụng nè, phát triển bộ rễ nè, cải tạo đất nè, tăng trưởng quang hợp nè đó, mau ra dễ nè, đâm chồi á, lá lá mượt xanh mượt rồi nè. Rồi CMK thì nó sẽ như thế này nha anh em đó. Rồi có gì anh em kiếm cái này mua về cho mình, đặc biệt phải có nha anh em. Bộ chỉ phải có nè, thuốc sâu phải có nè, CMK phải có nè, còn dạng như ba cái nhện đỏ rồi núm hồng rồi cái đó thì tính sau anh em. Cái này anh em chủ yếu nhiêu đó cho mình nha anh em. MK, thuốc sâu, thì regen cũng được, con hổ cũng được, rồi bọ chỉ, thì dùng cupido cũng được, với anh em kiếm một loại khác nữa để anh em xen kẽ vô cho nó không bị chai thuốc, và đặc biệt phải có MK tưới gốc vừa phun lá luôn. Rồi tạm biệt anh em nha.